Chào các bạn, mình tiếp tục chia sẻ về vấn đề thỏ. Thì đây là lần cuối cùng mà mình sử dụng cái thuốc để ngừa cái cầu trùng cho con thỏ mình nha các bạn. Thì thỏ mình là sinh ngày 23 tháng 9, thì hôm nay 18. Thì nó đã được 25, 24, 25 ngày tuổi các bạn. Đó, thì bây giờ nó đã ăn, bắt đầu tập ăn rồi. Thì cái tổ này vẫn còn được 9 con các bạn. Đó, tổ này 5 con. Thì bây giờ mình sẽ bơm cái này. Là cái thuốc mình mới mua Hancock. Thì cái loại này thì nó không có xịt vô miệng. Thì giờ mình sẽ bơm. Bơm vào cái ống này. Đó, mình bơm vào ống này. Thì với cái con này thì mình sẽ cho cái vào cái ống này rồi mình sẽ cho vô miệng nó thôi các bạn. Đó, thì khoảng còn 4-5 ngày nữa, 5 ngày nữa thì mình sẽ tách ra. Con mẹ này mình đã phối rồi các bạn. Đó, con mẹ này cũng mới vừa phối xong. Con này thì lên giống chậm hơn. Đó, con thì nuôi cũng đạt các bạn. Đây, bắt con này cho bạn xem. Con này chắc cũng được 3-4 lạng rồi. Thì nó đang tập ăn các bạn. Thì với việc các bạn sử dụng cái vaccine ngừa cho nó thì nó sẽ tốt cho cái con thỏ của mình. Tại vì cho cái môi trường mà nuôi nhốt mà nhiều á thì nó sẽ dễ bệnh. Và đồng thời ở trên Lâm Đồng thì cái mùa này á thì trời cũng lạnh các bạn. Nó thức ăn thì nó cũng mình cố gắng mình làm cho nó khô thôi chứ còn không phải là nó khô hoàn toàn các bạn. Thì mấy con thỏ con này thì nó nhỏ nè, nó cái đàn này do nó đông á cho nên là nó ăn cũng tương đối mạnh rồi. Còn cái đàn bên này thì 5 con cho nên là mẹ nó chăm sóc dễ hơn. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình bơm cầu trùng cho nó nha. Rồi các bạn lấy cái này nè, mình hút ra, cái này là 1cc nha. Thì một con thỏ con này mình lấy 0,5 thôi. Thì một cái ống này thì mình sẽ cho 2 con. Rồi, cứ lần lượt các bạn làm vậy cho đến khi mà xong. Thì còn cái này nè các bạn, trong cái này nó có ghi là các bạn có thể hòa vào nước cho thỏ và gà uống luôn. Thì ở đây mình có cái bình nè, chút nữa mình sẽ pha vào đây cho những con lớn của mình luôn. Thì ở đây nó cũng có cái ngừa về cái
bình thương hàn nè, tủ huyết trùng nè đó, thì mình pha luôn vô trong bình này luôn cho nó uống cho nó tốt luôn cho thỏ mình nè. Rồi hai con này thì cũng sắp sinh rồi, này chắc khoảng 10 ngày nữa vậy, còn này thì 15 ngày, còn con mẹ này mới hối lại luôn. Rồi chia sẻ với các bạn một chút nha, để chúc các bạn thành công. Nếu các bạn ngừa đầy đủ thì nó sẽ tốt cho cái đàn thỏ của mình. Thì đến 30 ngày thì mình sẽ tách nuôi riêng.